Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của em nha, Hà Huynh Vlog. Thì buổi sáng ngày hôm nay là chủ nhật ngày 28 tháng 4, em cũng tiếp tục qua mặt tại nhà chị Hồng Loan để quay chia sẻ đến cho cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Loan được xem. Thì hiện tại bây giờ là phía trước là chiếc xe của cố nghệ sĩ nha cô chú đó. Thì chị Loan đi diễn là đi chiếc xe của cố nghệ sĩ nha cô chú anh chị đó, thì được anh Hải là chở đi. Thì sau khi mà cái đêm diễn ở trên Tây Ninh xong á cô chú, là chị Loan cùng với anh Hải về luôn trong đêm nha cô chú. Đó cô chú, thì quay trở lại cái câu chuyện mà chị Loan đi hát ở Tây Ninh đó cô chú anh chị. Thì phải nói rằng là hồi tối khán giả đến sân khấu xem chị Loan hát rất là đông luôn cô chú. Và nói rằng là rất là vui luôn, chị Loan cùng với các anh chị nghệ sĩ rất là xúc động luôn á cô chú. Tại vì là bà con ở trên Tây Ninh đến mua vé xem chị Loan và các anh chị nghệ sĩ hát ủng hộ rất là nhiều nha cô chú. Thì mới đây vài giờ đồng hồ cô chú anh chị Loan cũng có là chia sẻ một cái bài viết nói về chú nghệ sĩ Linh Tâm nha cô chú. Dạ, cái bài viết ngắn đây cô chú: hôm nay con được đứng chung sân khấu cùng chú tri kỷ của ba, luôn yêu thương ba, con vui lắm. Con cháu của ba luôn mong chú được nhiều sức khỏe và yêu đời hạnh phúc nha chú ơi. Đó cô chú, thì dưới đây là tấm hình của chú Linh Tâm và chị Loan và anh Linh Tý và chị Bích Trâm nha cô chú. Thì mới đây cô chú là cái bà mì xào, bà cũng ganh ăn thức ở tiếp cô chú anh chị. Bà lại ghi một cái bài viết ngắn đó cô chú, bà lên bà nói xấu chị Loan và chị Ni tiếp cô chú. Phải nói rằng cái bà này bây giờ là hết thuốc chữa luôn cô chú anh chị. Cái bài viết của cái bà mì xào đây cô chú, bà ghi rằng cây kim trong bọc một năm cũng sẽ lòi ra, làm sao che giấu được mãi, hại người trời khiến người khác hại lại rồi đó, quả báo tức thì đó cô chú. Thì vừa rồi là cái bài viết ngắn của cái bà mì xào. Mà nói chung á cô chú anh chị Loan á thì đâu có làm cái gì đâu đâu cô chú, chẳng qua là cái bộ ba Tam Sơn với lại là cái bà mì xào này. Thì sau khi quay xe á cô chú anh chị là bắt đầu là ganh ăn tức ở, rồi bịa đặt những cái câu chuyện mà không đúng sự thật ha cô chú, là bắt đầu là lên livestream rồi nói xấu chị Loan và chị Ni đồ này kia các kiểu nha cô chú. Nói đến nỗi á mà hiện tại là ngày hôm qua á cô chú, chị luật sư Tuyết Ngọc cũng rất là bức xúc về cái nhóm Tam Sơn này, cho nên là chị luật sư Tuyết Ngọc cũng có là chia sẻ một cái bài viết là nói rằng là cái bộ ba Tam Sơn làm cái gì thì làm vừa phải thôi đó cô chú. Đến nỗi mà chị luật sư Tuyết Ngọc là bức xúc lên tiếng rồi thì không có thể nào mà chị Loan và chị Ni mà chịu nhịn được hết cô chú. Thì như cô chú anh chị cũng được biết, mấy ngày vừa rồi á là cái ông thám tử cung á cô chú, là ông thường xuyên ông lên ông live stream rồi ông nói xấu chị Loan và chị Ni. Ông là y như là ông làm y như ông cấp cao rồi vậy cô chú anh chị. Ông đi điều tra lai lịch của chị Ni đồ này kia, rồi thách đố chị Ni có dám qua mã lai đồ hay không rồi cô chú, rồi cá cược. Nhưng mà ông nói thực tế, ông nói như vậy chứ ông đâu có dám cá cược đâu cô chú anh chị. Chị Ni lên tiếng đó, là chị Ni qua mã lai là live stream trực tiếp luôn đó, là chia sẻ lên cho tất cả cộng đồng mạng đều biết. Rồi chỉ muốn rằng là cái ông thám tử cung cô chú anh chị đó là đóng hết tất cả những cái kênh YouTube lại. Chị Ni chỉ muốn như vậy thôi cô chú. Nhưng mà cái ông thám tử cung này ổng thách đố xong rồi ổng không có dám nói cô chú. Tại vì là chị Ni là người thật việc thật mà cô chú. Sau khi ông thám tử cung thách đố là chị Ni là qua bên mà live liền nha cô chú. Đó là đi trên chiếc xe hơi á, rồi live stream luôn. Rồi cái ông thám tử cung này ổng ở nhà, ổng nằm ở nhà thôi, ổng ngồi bắt đầu ổng xàm xí đú cô chú anh chị. Ông tìm ông lậm lặt ở đâu những cái bài viết này kia, rồi ông bịa đặt thêm mắm thêm muối vô để ông xúc phạm đồ này kia các kiểu luôn cô chú. Phải nói là rất là bức xúc luôn. Thì như cô chú anh chị cũng được biết là hiện tại bây giờ là cái bà mì xào bà cũng đã là quay xe rồi, rồi bắt đầu là bà cấu kết với là cái bộ ba Tam Sơn cô chú anh chị, là bà xúc phạm đến chị Loan và chị Ni. Bà nói rằng là chị Ni là người mã lai, là người vô gia cư, rồi chị Loan là người vô ơn,
cây kim trong bọc rồi sắp lòi ra. Ủa làm gì lòi ra cô chú anh chị? Chị Loan sống rất là tốt mà, em có thấy chị Loan xúc phạm đến ai đâu. Mà cái điều đặc biệt đáng nói ở đây này cô chú, là cái anh thám tử cung á, phải nói rằng cô chú anh chị, anh ghen anh tức ở với chị Loan cô chú. Thì như cô chú anh chị cũng được biết là ông thám tử cung này, ổng cũng có là bán những cái mặt hàng nha cô chú, là trong đó là có mật ong. Thì cái hồi đầu tiên á, là cái anh thám tử cung này anh gặp chị Loan, rồi anh đòi bỏ mật ong vào cái shop ăn vặt của chị Loan á cô chú anh chị, để cho chị Loan bán. Nhưng mà chị Loan là bàn bạc lại với chị Ni nha cô chú, rồi là hai chị em là không có đồng ý cho ông thám tử cung này bỏ cái mặt ong vào để bán. Thì bắt đầu là ông ganh ông ghét nha cô chú, ông ganh ông ghét, rồi ông chửi chị Loan và chị Ni. Thì như cô chú anh chị cũng được biết là hiện tại bây giờ là cái bộ ba Tam Sơn nó cũng chính thức là quay xe nha cô chú. Đó, nó quay xe rồi bắt đầu là nó chửi chị Loan rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Phải nói rằng cứ nói ra là lần đầu đến là binh vực chị Loan và chị Ni, thấy bên cô cháu gái ăn hiếp thấy tội thấy thương, ăn hiếp cô chú thấy thương, binh vực đâu không thấy, hiện tại bây giờ thấy quay ra là chửi không, toàn là những cái người gì đâu không. Lúc đầu đến với chị Loan á cô chú là nói ngon nói ngọt lắm, rồi đỡ kiếm chục like chục view, rồi kiếm cái lượt đăng ký kênh YouTube của khán giả yêu thương chị Loan á cô chú. Sau khi rồi cái bắt đầu nói là bỏ cái sản phẩm vào để cho chị Loan bán, rồi chị Loan không đồng ý, lại bắt đầu là quay xe y như là cái bà mì xào luôn, lại bắt đầu là lên quay lại là chửi người ta. Bạn nghĩ rất là vô lý luôn cô chú. Mình làm cái gì mình làm mình vừa phải thôi cô chú anh chị, đâu phải là mình muốn điều khiển người ta phải theo cái ý của mình cô chú. Cái bộ ba Tam Sơn này cô chú anh chị phải nói rằng là nó muốn rằng là chị Ni và chị Loan là phải làm theo những cái quyết định của cái nhóm này cô chú anh chị. Cái nhóm này chỉ làm YouTube thôi cô chú, cũng lên mạng như tụi em rồi cũng nói đỡ kiếm view kiếm like rồi kiếm tiền thôi cô chú anh chị, chứ không có làm cái gì hết cô chú. Đã cô chú thì buổi sáng em cũng có mặt sớm trước nhà chị Loan để quay chia sẻ đến cho cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Loan được xem. Tại hiện tại bây giờ phía trước nhà chị Loan cô chú là cũng có một cái thùng hàng rất là lớn luôn cô chú anh chị, nhưng mà hiện tại bây giờ còn sớm á, cho nên là các anh chị cũng chưa có mở cửa để lấy cái thùng hàng vào nha cô chú. Đó thì chị Loan đi diễn là đi chiếc xe của cố nghệ sĩ nha cô chú. Thì phải nói rằng là chị Loan giành giữ cái chiếc xe của cố nghệ sĩ rất là mới luôn cô chú. Đợt vừa rồi là chị Loan có tút lại hết nha cô chú anh chị, cho nên là nhìn rất là mới luôn. Dạ thôi giờ em xin phép cô chú anh chị và các bạn em kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha.